và với giải U23 quốc gia, một đấu trường mà chúng ta đã thấy chất lượng chuyên môn được cải thiện rất nhiều, thì Vietinbank rõ ràng là cái tên mà chúng ta đặt nhiều kỳ vọng có thể tạo nên một dấu ấn lớn về mặt chuyên môn ở giải bóng chuyền U23 quốc gia năm nay. Đối thủ của họ trong trận đấu này tại bảng C đó là Thành phố Hồ Chí Minh. Những vận động viên ra sân ngày hôm nay của Thành phố Hồ Chí Minh, huấn luyện viên Huỳnh Đỗ Hồng Loan của Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì Thành phố Hồ Chí Minh ra sân với trang phục màu đỏ, trong khi đó đối thủ của Thành phố Hồ Chí Minh là Vietinbank ra sân với trang phục màu xanh. Viên Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt Vietinbank, những cái tên như Thu Thủy, Trần Thị Phương, Trần Thị Huệ, Hải Yến, Phương Quỳnh, Minh Thu. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt luôn được biết đến với khả năng xoay chuyển tình thế và vận dụng chiến thuật linh hoạt trong từng thời điểm khác nhau của trận đấu này. Các vận động viên của Thành phố Hồ Chí Minh, những cái tên như Kim Nguyệt, Thanh Thủy, Thái Nhi, Thúy Hương. Đội trưởng của họ là Nguyễn Thị Huỳnh Giao. Trận đấu đầu tiên. Bước một không tốt và đó là cơ hội để số 9 Châu Hồng My bên phía Thành phố Hồ Chí Minh ghi điểm 1-0. Điểm số đầu tiên ở trận đấu này. Cú phát bóng của Thúy Hương. Và đó là điểm đầu tiên cho Vietinbank. Điểm số là 1-1. Phát bóng không qua lưới, 2-1 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Cú phát bóng không thành công của Trần Thị Huệ. Thu Thủy. Chuyền thấp tay, phối hợp khá lung tung. Phối hợp đánh nhanh, giữ lưới và có điểm cho Vietinbank. Thu Thủy là người ghi điểm, 2-2. Bước một tốt. Tình huống đánh biên 4. Bóng ra ngoài. Và trọng tài xác định bóng đã chạm chắn. Điểm cho Vietinbank. Pha tấn công biên 4 của Bùi Hải Yến. Rất chính xác. Điểm số được sang bằng 3-3 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đường chuyền thấp tay. Bám chắn thành công, Vietinbank vừa lên dẫn trước 4-3. Pha tấn công vừa rồi là của Diễm Phương bên phía Thành phố Hồ Chí Minh.
một vận động viên thuận tay trái. Giờ sẽ là cầu phát bóng của Nguyễn Phương Quỳnh. Bóng ngoài, đập chéo gắt, bóng đi ra ngoài một lần nữa đến từ chủ công bên phía TP.HCM Lê Thị Diễm Phương. Khoảng cách là 2 điểm, 5-3. Rất cố gắng để chuyển thấp tay của Hải Yến. Cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh, bỏ nhỏ không được rồi. Libero Hà Kiều Vi đã cứu bóng rất nỗ lực. Bóng ngoài. Điểm xác định cho Thành phố Hồ Chí Minh 4-5. Cách biệt lại được rút ngắn xuống còn 1 điểm. Thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh, 5-5. Đội một không tốt bên phía Vietinbank. Cầu phát bóng của Diễm Phương. Bỏ nhỏ, không được. Diễm Phương cứu bóng rất nỗ lực. Điểm số liên tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì cao trò của huấn luyện viên Quý Đỗ Hồng Loan đã vươn lên dẫn trước Vietinbank có cách 1 điểm. Pha phối hợp không thực sự tốt của Vietinbank. Cầu phát bóng tiếp theo của Lê Thị Diễm Phương. Chưa vừa tầm để thực hiện một cú đập cắm uy lực. Bạt chắn. Không được rồi. Pha phối hợp không hiểu ý nhau giữa Trần Thị Huệ và Libero Hà Kiều Vi. Nếu như Trần Thị Huệ không chạm bóng thì chắc chắn là Hà Kiều Vi sẽ chạm được vào tình huống này. Cầu phát bóng rất dài của Lê Thị Diễm Phương. Điểm số đang là 7-5 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp đánh biên thu không thành công. Bóng chắn tốt. Thêm pha kết thúc nữa của Hải Yến. Hiệu suất ghi điểm của Hải Yến lúc này là không cao. Thêm một cơ hội nữa. Hải Yến xoay cổ tay, đặt bóng dọc dây, bóng bạt chắn ra ngoài, điểm cho Vietinbank 6-7. Cầu phát bóng của chủ công Bùi Hải Yến. Huỳnh Giao chuyền hai, Huỳnh Giao trao cơ hội cho đồng đội với pha tấn công ở biên 4, nhưng vừa rồi bóng ngoài rồi. 7-7, hai điểm liên tiếp cho Vietinbank. Tiếp tục là cầu phát bóng của Bùi Hải Yến. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 8-7. Vietinbank sang bằng điểm số 8-8. Có thể nói là về mặt bằng chung, chất lượng của các vận động viên nữ tại giải bóng chuyền U23 quốc gia này có một sự tiến bộ rất rõ rệt, đặc biệt là khâu xử lý bước 1. Huỳnh Giao rất mạnh, xoay cổ tay đập bóng dọc dây nhưng trọng tài xác định bóng ngoài và không chạm chắn. Chúng ta cùng xem lại pha kết thúc vừa rồi.
đến từ Thúy Hương. Team Anh dẫn trước 9-8. Chín đều cho Thành phố Hồ Chí Minh. Rất căng. Đóng dấu của Châu Hồng My. Hàng chắn của Thành phố Hồ Chí Minh đang chơi tốt. Trong khi đó, những tình huống phối hợp tấn công biên 4 của Vietinbank lúc này rõ ràng là có vấn đề. Rất thiếu sự hiệu quả. 19 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh. 11-9 và khoảng cách bây giờ là 2 điểm. Rõ ràng huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có lý do để không hài lòng. Rất trơ trọc trong tình huống phối hợp xử lý từ bước 1 cho đến chuyền 2 của Vietinbank. Điều chuyển thấp tay của libero Hà Kiều Vy. Có điểm cho Vietinbank, tình huống đánh biên 4. Người ghi điểm đó là số 9 Trần Tiêu Huệ. Mười một đều, hai điểm liên tiếp cho Vietinbank. Điểm số trở lại với các cô gái áo đỏ. 12-11. Mười ba mười một cho Thành phố Hồ Chí Minh. Vẫn là sự trôi trọc trong không xử lý bước một của Vietinbank. Cầu phát bóng tiếp theo của Phan Đặng Thúy Hương. Rất chính xác, phối hợp đánh nhanh. Thu Thủy ghi điểm cho Vietinbank. 12-13. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đội bóng rất nỗ lực. Rất chính xác. 13-14. Những pha phối hợp đánh nhanh của Vietinbank lúc này lại đang tỏ ra hiệu quả hơn so với đánh biên. Thank you.
tỷ số này đã được cân bằng. Màn báo đuổi thì điểm số rất hay đang diễn ra ở set 1. Quá khó cho tình huống xử lý vừa rồi của Diễm Phương bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Thực sự là khó. Cầu đá không vừa tầm và không có được một tình huống kết thúc đập cắm uy lực. Nhưng điểm số thì vẫn thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh. 15-14 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Điều chơi thấp tay thì khó để kết thúc. Pha phối hợp rõ ràng là thiếu sự mạch lạc đến từ Vietinbank, họ tiếp tục để mất điểm. Điểm cho Vietinbank. Bây giờ thì Vietinbank lại vươn lên dẫn trước. Phòng thủ rất cố gắng trên lưới bám chắn như Vietinbank không thể hóa giải được tình huống cuối cùng. Thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh. 17-7. Màn rượt đuổi điểm số đang rất hấp dẫn diễn ra ở set 1 trận đấu tại bài C của nữ giữa Vietinbank và Thành phố Hồ Chí Minh. Lại là một tình huống phối hợp không vừa vặn nữa của Vietinbank. Họ đã phải trả giá với tình huống đập bóng vị trí số 4 vừa rồi. Người ghi điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh đó là Thúy Hương. Đập bóng rất uy lực của Thúy Hương. Bóng xuyên chắn. Bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh có được lợi thế cách biệt 2 điểm rồi, 19-17. Vietinbank cần phải trở lại nhanh nhất có thể vào lúc này bởi đây đã là thời điểm then chốt ở set đấu đầu tiên rồi. Và huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rõ ràng có lý do để tạm dừng ngụ ý vào lúc này. Những điều chỉnh kịp thời đến từ huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Vietinbank rút ngắn điểm số xuống 18-19, khoảng cách lại chỉ còn là một điểm thôi.
Bây giờ sẽ là cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đánh hai chuyền tuyệt vời. Đánh hai chuyền có điểm đến từ chuyền hai đội trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Huỳnh Giao. Rất bình tĩnh để bản lĩnh ở khoảnh khắc quan trọng như thế này. 20-18. Lưu Vinh Nguyễn Tuấn Kiệt tỏ rõ sự thất vọng của mình. Dù vậy thì đây mới là trận đấu đầu tiên thôi. Vẫn còn rất nhiều cơ hội để Vietinbank sửa chữa những sai lầm. Mười chín hai mươi, khoảng cách lại được rút ngắn xuống một điểm. Quá hay, không cần một cú đập uy lực. Vừa rồi thì biên 4 của Vietinbank đã xử lý đầy khôn ngoan để mang về điểm số thứ 20 cho Vietinbank. Rất căng thẳng. Và cái điểm của Trần Thị Huệ. Huỳnh Giao đập ở vị trí số 2. Phòng thủ rất nỗ lực. Libero Hà Kiều Vi. Cơ hội. Bóng đã sang với sân bên kia và đó là điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hai mươi một hai mươi cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng ngoài, bóng leo lưới và ra ngoài trong cú đập chéo gắt vừa rồi của Thúy Hương. Lại là 21 đều. Rất hồi hộp. Phát bóng ra ngoài. 22-21 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Một thời điểm căng thẳng vào Trần Thị Huệ đã thực hiện cú phát bóng ra ngoài rất đáng tiếc cho Vietinbank. Vietinbank lại san bằng được cách biệt. 22 điều. Cầu phát bóng của Thu Thủy. Rất tốt. Châu Hồng My ghi điểm. 23-22. Thành phố Hồ Chí Minh nếu có thêm được một điểm nữa sẽ chạm được vào set point. Phát bóng ra ngoài. 23 đều. Ngay sau khi ghi điểm thì Châu Hồng My lại thực hiện một cú phát bóng lỗi. Bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh có được set point. Rất vừa tầm. Lê Minh Thu vừa rồi đã không bỏ lỡ cơ hội. 24 đều. Vietinbank vừa cứu được set point. Oh, yeah.
Rất hay. Chúng ta xác định điểm thuộc về Vietinbank và bây giờ đến lượt cao trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có được set point. Lỗi rất đáng tiếc của libero bên phía Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Thị Thanh Ngọc. Sau thời gian hội ý, chúng ta cùng chờ xem là liệu Vietinbank có thể tận dụng được set point hay không. Bám chắn thành công và cuối cùng thì Vietinbank đã có được chiến thắng nghẹt thở trong set đấu đầu tiên 26-24. Rất nhiều những sự tiếc nuối chắc chắn là như vậy dành cho huấn luyện viên trưởng Minh Đỗ Hồng Loan bên phía Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các vận động viên của mình. Nhưng rõ ràng là ở những thời điểm quan trọng thì Vietinbank có được sự xuất sắc hơn, được bản lĩnh hơn và họ đã có được chiến thắng rất kịch tính 26-24 trong set đấu đầu tiên. Bây giờ thì hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ hai. Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn để đến với trận đấu thứ hai, trận đấu bảng C của nữ giải bóng chuyền U23 quốc gia giữa Vietinbank và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết thúc set 1, Vietinbank giành chiến thắng 26-24, rất kịch tính. Trận đấu thứ hai, cú phát bóng trước của Thành phố Hồ Chí Minh với cây chuyền hai Huỳnh Giao. Điểm đầu tiên cho Vietinbank trong set đấu này. Thank you.
1 đều cho Thành phố Hồ Chí Minh. Một điểm cho Vietinbank. Bước một hơi dài nhưng vẫn có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Hướng xử lý chuyền hai tốt của Huỳnh Đăng. Hai đều. Tiếp tục là cầu phát bóng của Kim Nguyệt. Ba hai. Vietinbank vừa lấy dẫn trước. Tình huống xử lý bước một ở đầu set đấu này của Vietinbank đang tốt. Cầu phát bóng của Phương Quỳnh hơi lung túng trong tình huống phối hợp vừa rồi. Thêm một điểm nữa cho Vietinbank. Bốn hai cho Vietinbank. Lại là bước một hơi dài. Rất cố gắng. Bóng vẫn còn. Thêm một cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bám chắn thành công. Tình huống chắn đối tuyệt vời đến từ Diệu Linh. Chúng ta cùng xem lại. Chính xác là Minh Thu và Bùi Hải Yến. Why? Vẫn là cầu phát bóng của Phương Quỳnh. 3 điểm liên tiếp. Rồi. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. 3-5. Và kết thúc tốt của Lê Thị Diễm Phương. Thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh, 4-5. Không được. Bóng ngoài rất đáng tiếc cho pha kết thúc vừa rồi của Lê Thị Diễm Phương. Không thể san bằng được điểm số. 6-4 cho Vietinbank. Rất cố gắng. Cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Biên 4. Diệm Phương liên tục được chào cơ hội. Sau vạch 3m. Chưa có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Và Vietinbank nới rộng cách biệt. Lên thành 3 điểm. 7-4. Vietinbank đang có lợi thế ở trong set 2 này.
khi dẫn trước khoảng cách 3 điểm so với Thành phố Hồ Chí Minh. Diễm Phương. Còn lần này thì đã có điểm cho đội bóng áo đỏ. Số tỷ số ngắn xuống 5-7. Tám năm cho Vietinbank. Rất mạnh, bám chắn tốt. Cú đập thứ hai ở biên 4 vừa rồi đến từ Thúy Hương lại rất thiếu chính xác. Chín năm rồi, cách biệt được nới rộng đến 4 điểm cho Vietinbank. Sáu chín. Vietinbank vươn lên dẫn trước 16. Hàng chắn của Vietinbank đang chơi rất hay ở trong set đấu thứ hai này. Mười một sáu, cách biệt từ nơi rộng lên 5 điểm rồi. Bảy mười một điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh cần những điểm số như vậy để lấy lại tinh thần trong trận đấu thứ hai này. Họ đã để thua có thể nói là tương đối tiếc nuối, dù đã có thời điểm cầm trong tay set point ở trận đấu thứ nhất. Mười một, khoảng cách 3 điểm. Đội bóng trong sân. Điểm cho Vietinbank. Pha phối hợp tốt giữa Trần Thị Phương và Trần Thị Huệ. Ba mười tám cho Vietinbank, cách biệt được nới rộng lên 5 điểm. Bước một tốt. Trần Thị Phương tiếp tục trao cơ hội
rất vừa tầm để Thu Thủy kết thúc mang về điểm số cho Vietinbank. 14-9. Rồi. Bây giờ thì đúng là thời điểm mà Thành phố Hồ Chí Minh cần đến sự gợi ý lúc này. Cầu phát bóng của Bùi Thị Thu Thủy. Mười sáu chín cho Vietinbank, tình huống chắn đôi tốt đến từ Lê Minh Thu cùng với Nguyễn Phương Quỳnh. Đập trên chắn và có điểm cho Vietinbank và xử lý khôn ngoan đến từ Bùi Hải Yến ở vị trí số 4. 18-9, khoảng cách rất lớn lúc này dành cho Vietinbank. Không qua lưới với tình huống xử lý khó vừa rồi của Kim Huệ bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyền hai đội trưởng của Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Giao gặp khó vào lúc này trong việc điều tiết lối chơi. 29 cho Vietinbank. Cơ hội. Bóng ngoài, pha kết thúc ra ngoài ở biên 4 vừa rồi của Hải Yến. Bên phía Vietinbank có sự thay đổi. Cầu phát bóng của Kim Nguyệt. Vẫn còn.
Trần Thị Phương đã trao cơ hội cho phụ công Nguyễn Phương Quỳnh. Số 17 bên phía Vietinbank không bỏ lỡ cơ hội. Đây là thời điểm mà có lẽ Thành phố Hồ Chí Minh cần phải dành sự tập trung, sức lực cho trận đấu tiếp theo thôi, khi khoảng cách là rất lớn, 11 điểm ở trận đấu thứ hai này. Biểu cảm của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, đúng là ông đã có những thay đổi chiến thuật rất linh hoạt ở trong trận đấu đầu tiên. Dù Vietinbank chơi không được tốt nhưng họ vẫn có được chiến thắng bởi họ biết cách tận dụng những cơ hội ở thời điểm quan trọng nhất. Phòng thủ tốt. Tiếp tục có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh, 13-22, khoảng cách 9 điểm. Phía Vietinbank có sự thay đổi. Số 18 Lê Thị Phương Anh vào sân. Bây giờ thì Vietinbank đã có được set point. Thành phố Hồ Chí Minh cứu được một set point, 14-24. Khoảng cách thì vẫn là 10 điểm, rất lớn. Và chiến thắng cho Vietinbank trong set đấu thứ hai thực sự là rất áp đảo. 25-14 là tỷ số ở trong set đấu thứ hai, và sau hai set Vietinbank đang dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh 2-0. Hai đội sẽ đổi sân để chuẩn bị cho set đấu thứ ba.
Chúng ta cùng trở lại với nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Bắc Cạn để tiếp tục theo dõi trận đấu ở bảng C của nữ giải bóng chuyền U23 quốc gia mà đối đầu giữa Vietinbank và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 2 set, tỷ số lúc này đang là 2-0 nhưng về Vietinbank của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Bây giờ là set đấu thứ 3, chúng ta cùng chờ đợi xem những động thái phản ứng của Thành phố Hồ Chí Minh. Họ đã chơi tốt ở set 1 nhưng lại khá tệ ở set đấu thứ 2. Pha tấn công nhiều bóng trong sân của Thúy Hương, 1-0 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng bạt chắn có điểm cho Vietinbank. Sự xuất hiện của Lê Thị Hằng ở biên 4. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 2-1. Bóng trong sân và kết thúc tốt giữa lưới của Lê Thị Phương Anh. Đúng là bóng vẫn trên sân, trong vạch, và đó là một điểm số hoàn toàn chính xác dành cho Vietinbank. Bóng vẫn còn. Hải Yến. Có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tình huống kết thúc tốt ở biên 4 của Diễm Phương. Ba đều trong trận đấu này. Bốn ba cho Thành phố Hồ Chí Minh. Vietinbank tiếp tục xâm bao được điểm số 4-0. Chúng ta cùng xem lại pha phối hợp tốt với tình huống kết thúc sau vạch 3m. Rất hay. Vào đà và kết thúc đầy uy lực đến từ Lê Thị Hằng. Lê Thị Hằng đang có những điểm số tốt ở trong set đấu thứ 3 này cho Vietinbank. Thank you.
sẽ định điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 5-5. Một hơi dài nhưng vẫn có điểm cho Vietinbank. Sáu năm cho Vietinbank. Lúc này thì Vietinbank đang nhận được những sự cổ vũ, phải nói là khá cuồng nhiệt từ trên các khán đài. Bán chắn thành công. Điểm 7-5 cho Vietinbank. Lê Thị Hằng rất sát lưới. 3 điểm liên tiếp cho Vietinbank. 8-5 rồi. Vietinbank bắt đầu tăng tốc. Có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh với cú chạm vừa rồi của chuyền hai đội trưởng Nguyễn Thị Huỳnh Giao. Tưởng chừng như đó là đường chuyền lỗi nhưng không, vô tình Thành đánh hai chuyền có điểm. Và đó chính là chủ đích của Huỳnh Giao. Ứng biến rất nhanh. 6-8. Huỳnh Giao sẽ là người phát bóng tiếp theo cho Thành phố Hồ Chí Minh. Tiểu bóng rất tốt. Không được, vẫn chưa có điểm. Bóng trong sân và kết thúc tốt của Bùi Thị Thu Thủy. Những chỉ đạo rất sát sườn từ ban huấn luyện dành cho Vietinbank. Lúc này ngoài huấn luyện viên trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt thì trợ lý của Vietinbank đó là những huấn luyện viên như Phạm Thị Kim Huệ và Lê Văn Dũng. Cầu phát bóng của Trần Thị Phương. Chúng ta cùng xem lại tình huống đánh nhanh của Thành phố Hồ Chí Minh. Có điểm cho đội bóng áo đỏ. 7-9. Điểm số thứ 10 cho Vietinbank trong set đấu thứ 3. Rất vừa tầm và có điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh. 8-10. Khoảng cách lúc này là 2 điểm và vẫn đang nghiêng về Vietinbank. Cú đập trên chắn và thêm một điểm số nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng cách được Thành phố Hồ Chí Minh rút ngắn xuống chỉ còn một điểm thôi. 9-10. Và kết thúc của Hà Yến. Bóng ba chắn, cơ hội vẫn còn cho Vietinbank. Trần Thị Phương truyền ra cho sau vạch 3m nhưng không có điểm. Bóng đã chạm sàn và bây giờ thì Thành phố Hồ Chí Minh đã san bằng được điểm số với Vietinbank trong set đấu thứ 3. Một tinh thần thi đấu quá tuyệt vời của Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số là 10-10. Rất ấn tượng vì những gì mà Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực thể hiện.
rất khéo léo và chuẩn xác. Đôi khi không cần đập mạnh, quan trọng là chủ công của Thành phố Hồ Chí Minh đưa bóng đến đâu mà thôi. Vừa rồi là một tình huống đưa bóng đến một điểm rời cực khó cho hàng sau của VietinBank. 4 điểm liên tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh và tỷ số bây giờ là 11-10. Nếu thua thêm một điểm nữa thì chắc chắn sẽ có hội ý thôi. Phối hợp không tốt. Chuyền hai của VietinBank, đội trưởng Trần Thị Phương vừa rồi không dành trái bóng cho ai cả. Lỗi phối hợp có thể nói là rất tiếc nuối của VietinBank. Lúc này thì huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chưa tạm dừng hội ý, vẫn chỉ đạo cho toàn đội dù đã để thua liền 5 điểm rồi. Nhưng bây giờ thì chuỗi lên điểm của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngắt lại, 11-12 cho VietinBank. Mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của VietinBank. Họ chỉ thua với khoảng cách một điểm mà thôi. Thua liền 5 điểm và bây giờ thì VietinBank có lại được 2 điểm và cân bằng điểm số 12 đều. Cú đập trên chắn quá mạnh của Diệm Phương. VietinBank bây giờ lại vươn lên dẫn trước. Điểm cho Thành phố Hồ Chí Minh 13 đều. Cơ hội cho Thành phố Hồ Chí Minh. Bám chắn tốt. Chắn đôi hay của Minh Thu và Phương Anh. Minh Thu chiều cao rất tốt và vừa rồi đã ghép chắn đôi hoàn hảo. 14-13 cho VietinBank. Mười lăm mười ba cho các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trần Thị Phương, Hải Yến. Những nỗ lực cứu bóng đến từ Thành phố Hồ Chí Minh và bây giờ là cơ hội cho VietinBank. Không có một sai sót nào đến từ pha kết thúc vị trí số 3 của Lê Minh Thủ. 16-13, khoảng cách bây giờ lại là 3 điểm. Sau lời tạm dừng hội ý vừa rồi, chúng ta cùng xem Thành phố Hồ Chí Minh có thể trở lại một cách mạnh mẽ hay không. Bóng trong sân. Điểm số thứ 17 cho VietinBank. 17-13. VietinBank tăng tốc quá nhanh. 18-13 cho
cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt rồi. Khoảng cách bây giờ đã lên đến 5 điểm. Hàng sau của Thành phố Hồ Chí Minh rõ ràng đã có những phán đoán không tốt. Bóng vẫn còn, Huỳnh Giao. Với 9-13 cho các cô gái của VietinBank. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh đã có những sự điều chỉnh. Điểm số trở lại với Thành phố Hồ Chí Minh 14-19. Bóng trong sân, thêm một điểm nữa cho Thành phố Hồ Chí Minh. 15-19, khoảng cách 4 điểm. Đương nhiên những hy vọng là vẫn còn cho Thành phố Hồ Chí Minh trong set đấu này. Khoảng cách chưa quá xa giống như set đấu thứ hai. Điểm liên tiếp cho Thành phố Hồ Chí Minh, 3 điểm liên tiếp rồi, 16-19, khoảng cách đứng rút ngắn xuống 3 điểm. Điểm số thứ 20, chuỗi 3 điểm liên tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngắt lại. Thành phố đang biên 4 tuyệt vời. Mốt 16 cho VietinBank. Khoảng cách lại là 5 điểm. Trần Thị Phương. Why? Và ghi điểm của Lê Thị Hằng. Bên phía Thành phố Hồ Chí Minh xin tạm dừng hội ý. Như lúc này có lẽ mọi thứ là quá muộn rồi. Khoảng cách là xa mà VietinBank đang trên đà phong độ cao để kết thúc trận đấu 3 này.
bóng trong sân. Pha kết thúc tốt. 17-22. Anh vươn lên dẫn trước 23-17. Lại một lần nữa thì Minh Thu, số 28 của Việt Tim Anh bám chắn thành công, ghi điểm cho đội nhà. Cầu phát bóng của Trần Thị Huệ. Bóng vừa bắt chắn, đội cho Việt Tin Banh không qua được hàng chắn bên phía Thành phố Hồ Chí Minh. Sự xuất sắc của trận này Huỳnh Giao và Kim Nguyệt khi ghép chắn đôi. 18-23. Hai điểm nữa thôi thì Việt Tin Banh sẽ có được chiến thắng chung cuộc. Bóng chắn tốt. Xoay cổ tay ghi điểm hay của Lê Thị Hằng. Việt Tim Anh có được match point 24-18. Cầu phát bóng của Thúy Hương. Thành phố Hồ Chí Minh cứu được match point. Nhưng cơ hội thì vẫn đang nằm trong tay của Việt Tin Banh, cách rất rõ ràng. Huỳnh Giao, cơ hội cho Việt Tim Anh kết thúc trận đấu này. Lê Thị Hằng bỏ nhỏ, chưa có điểm. Tiếp tục là Lê Thị Hằng. Thành phố Hồ Chí Minh đang phòng thủ rất kiên cường. Đường chuyền thấp tay, vẫn là Lê Thị Hằng ở biên 4. Không dễ để có thể đánh bại Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm cứ match point liên tiếp của Thành phố Hồ Chí Minh 21-24. Tất nhiên mọi thứ thì vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của Việt Tin Banh, nhưng chúng ta cần phải dành lời khen cho tinh thần thi đấu của các cô gái Thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng thì Việt Tin Banh đã kết thúc được trận đấu này, chiến thắng 25-21 ở set đấu thứ 3. Rất xứng đáng với những gì mà cao trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã thể hiện. Như vậy là Việt Tin Banh đã vượt qua Thành phố Hồ Chí Minh sau 3 set với tỷ số 3-0, 26-24, 25-14 và 25-21. Việt Tin Banh đã có thêm được chiến thắng nữa tại giải bóng chuyền U23 quốc gia.